Tối qua phát biểu tại chiêu đãi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao những ý kiến, nhận định của Tổng thư ký tại buổi hội đàm với nhiều nội dung sâu sắc thực chất về những vấn đề quốc tế và khu vực hệ trọng. Đồng thời khẳng định hơn lúc nào hết, thế giới cần một Liên Hợp Quốc đổi mới mạnh mẽ, giữ vai trò trung tâm về quản trị toàn cầu để dẫn dắt các thành viên vượt qua mâu thuẫn, chia rẽ, cùng hành động vì lợi ích chung. Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng đối với Tổng thư ký về những hiểu biết và tình cảm đặc biệt dành cho đất nước con người Việt Nam và đặc biệt xúc động được biết khi còn trẻ, ông Antonio Guterres từng xuống đường tham gia các hoạt động phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hy vọng trong cuộc gặp gỡ thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay, Tổng thư ký sẽ hiểu thêm về một Việt Nam năng động, trẻ trung, sáng tạo, sẵn sàng là một phần của ngày mai tốt đẹp hơn mà Liên Hợp Quốc và Việt Nam đang chung tay xây dựng. Những chia sẻ trao đổi của Tổng thư ký sẽ là nguồn cảm hứng để tuổi trẻ Việt Nam thêm tự tin, mạnh mẽ tiến bước trên hành trình xây dựng một thế giới hòa bình, xanh, bền vững, bình đẳng cho tất cả các quốc gia, dân tộc. The true votes are also good, not...